Tuổi thọ của pin ô tô điện kéo dài bao lâu? Liệu pin xe điện có bị chai như pin điện thoại hay laptop không? Rất nhiều những hiểu lầm và lo lắng vô căn cứ về tuổi thọ của pin xe điện sẽ được Ride Green hóa giải ngay sau đây. Tính đến thời điểm hiện tại, pin ô tô điện có tuổi thọ từ 15 đến 20 năm, tương đương với quãng đường di chuyển từ 161 đến 324 triệu km. Trong khi một chiếc ô tô điện chỉ có tuổi thọ 12 năm thì có thể thấy pin ô tô điện còn tồn tại lâu hơn cả vòng đời của chiếc xe. Theo tính toán, mỗi năm pin xe ô tô điện sẽ mất đi trung bình 2,3% dung lượng. Mức sụt giảm dung lượng thấp hơn rất nhiều so với pin điện thoại hay laptop. Nếu chiếc xe ô tô điện của bạn có quãng đường di chuyển là 350 km thì sau 5 năm bạn sẽ chỉ mất khoảng 40 km. Có thể hiểu đơn giản là nếu như trước kia sạc đầy pin sẽ đi được 350 km, thì sau 5 năm khi sạc đầy pin xe của bạn sẽ đi được khoảng 310 km. Hiện nay các nhà sản xuất đều có cam kết bảo hành pin trong thời gian từ 7 đến 10 năm. Nhà sản xuất sẽ thay thế pin miễn phí nếu như khả năng dung nạp năng lượng của pin xuống dưới 70%. Nissan, nhà sản xuất ô tô điện lâu đời nhất hiện nay. Họ đã bán xe ô tô điện được hơn 12 năm. Giám đốc điều hành của hãng cho biết hầu hết bộ pin xe ô tô điện mà hãng sản xuất trong thời kỳ đó vẫn đang được sử dụng. Hay như hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ là Tesla cũng có tuổi đời trung bình của pin xe lên tới 321 triệu km tại Mỹ và 244 triệu km rèo. Chiếc xe điện VinFast VF7 của Việt Nam cũng được bảo hành xe 10 năm và pin đi kèm cũng được bảo hành 10 năm. So với điện thoại thông minh hay các thiết bị điện tử thì pin xe ô tô điện bị hao mòn hay nói cách dân dã là bị chai chậm hơn khá nhiều. Nguyên nhân là do tần suất sạc pin và công nghệ kiểm soát pin xe điện tốt hơn. Đầu tiên là tần suất sạc pin. Pin ô tô điện có dung lượng khá lớn. Vì vậy, pin ô tô điện cũng không cần thiết phải sạc hàng ngày như điện thoại. Nếu chỉ di chuyển ít thì có thể chủ xe chỉ cần sạc một lần một tuần. Tiếp đến là pin xe điện có hệ thống quản lý riêng giúp kiểm soát việc sạc và xả pin. Do đó khi sạc pin, hệ thống này sẽ bảo đảm sao cho ít gây hại nhất cho pin. Hiện nay, pin ô tô điện đều được cài đặt để pin không bị kiệt hoàn toàn hoặc để trống một mức dung lượng nhất định. Ngoài ra, hệ thống quản lý pin cũng có chức năng phân bổ lại năng lượng cho các tế bào pin được đồng đều. Chính điều này giúp cho pin xe điện có thể sử dụng được thời gian dài hơn so với các thiết bị điện tử khác. Ô tô điện hiện nay đa phần sử dụng pin lithium-ion. Mặc dù loại pin này có mật độ năng lượng lớn, tuy nhiên pin lithium-ion có nhược điểm là dung lượng sẽ bị mất dần theo thời gian. Việc bị chai pin trong quá trình sử dụng cũng giống như cơ chế lão hóa của con người và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tốc độ chai pin, giảm dung lượng của pin xe điện diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần suất sạc pin, nhiệt độ, điều kiện thời tiết, phong cách lái xe hoặc loại trụ sạc, phần mềm quản lý pin. Vì vậy, mặc dù bạn không thể khiến quá trình hao mòn của pin dừng lại, nhưng nếu sử dụng đúng cách thì bạn có thể làm chậm quá trình này.